Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì hội nghị triển khai nghị quyết số 969 hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. Đây là nghị quyết đầu tiên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nhằm thực hiện chủ trương đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động giải trình tại các cơ quan của Quốc hội. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cho biết, kể từ khi luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân được ban hành, hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội ngày càng được quan tâm triển khai thực hiện. Tính từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 đến nay, các cơ quan của Quốc hội đã thực hiện được 33 phiên giải trình và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc tổ chức các phiên giải trình ngày càng có nhiều đổi mới, nâng cao trách nhiệm giải trình của các bộ ngành, cũng như trong việc tổ chức thi hành hiến pháp, pháp luật và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giải trình của các cơ quan của Quốc hội còn một số tồn tại vướng mắc nhất định do nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân các quy định của luật mới chỉ mang tính nguyên tắc, chưa quy định cụ thể. Nhiều nội dung cần thiết còn thiếu, gây khó khăn cho việc triển khai hoạt động giải trình. Cùng với đó là việc chưa có quy định về trình tự, thủ tục thống nhất trong việc tổ chức triển khai. Các phiên giải trình chưa tạo ra sự tác động lớn đến việc thay đổi, điều chỉnh chính sách, cách thức điều hành, quản lý, tổ chức thi hành pháp luật. Để kịp thời khắc phục những khó khăn vướng mắc nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao Tổng thư ký Quốc hội chủ trì phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội nghiên cứu xây dựng và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết hướng dẫn về việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 1 năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu trình bày tham luận và thảo luận về các nội dung, giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội trong thời gian tới.